Thiết kế nhà gỗ homestay, nhà gỗ lắp ghép, nhà gỗ thông minh, nhà gỗ bằng gờ lầu giá rẻ, mẫu đẹp đa dạng mẫu mã. Nhận tư vấn thiết kế theo yêu cầu gọi ngay 0913 149960, Zalo 0913 149960, Zalo, website nhagohomestay.com để được tư vấn và báo giá. Ngày nay, khi đi du lịch, thay vì lựa chọn nơi ở là khách sạn hay các nhà khách kiểu truyền thống thì đa phần người trẻ muốn lựa chọn các homestay để ở. Homestay là mô hình nhà ở thân thiện, chủ nhà và khách cùng chia sẻ một không gian sống. Do đó, giá thành sẽ rẻ hơn và khách du lịch cũng có cơ hội trải nghiệm trọn vẹn hơn văn hóa địa phương. Vì lý do đó, các chủ khách sạn hiện nay đang dần chuyển sang mô hình làm nhà gỗ mini homestay độc đáo này. Giới thiệu về mô hình homestay. Ở Việt Nam hiện nay có rất nhiều mô hình homestay khác nhau như homestay dạng nhà gỗ bằng gờ lầu, homestay dạng phòng stu, homestay dạng nhà nguyên căn ở chung với chủ nhà. Trong đó, mô hình homestay là mô hình mang lại nhiều doanh thu và có tiềm năng phát triển mạnh mẽ nhất. Đây là mô hình homestay gồm những căn nhà gỗ trong một khuôn viên, có thể bố trí như một ngôi làng thu nhỏ hoặc bố trí giữa vườn cây, tạo cảm giác gắn bó và gần gũi với thiên nhiên. Các căn nhà gỗ thường được thiết kế dạng nhà vòm hoặc nhà sàn, nguyên vật liệu chính để làm nhà thường bằng gỗ, phủ ngoài là ngói cách âm, cách nhiệt. Một số loại homestay nhà gỗ độc đáo hơn thì sử dụng gỗ và làm thành nhà sàn hoặc làm thành nhà dạng lều, giống như những căn nhà áp mái trong các bộ phim Hàn Quốc. Nội thất bên trong của mô hình homestay nhà gỗ bằng gờ lầu khá đơn giản, thường chỉ gồm một giường, một tủ và một bộ bàn ghế. Sự bài trí tuy đơn giản nhưng với vật liệu nội thất từ gỗ nên vẫn mang lại sự ấm cúng cho căn nhà. Mô hình homestay làm nhà gỗ mini hiện nay tuy không còn mới lạ nhưng vẫn mang đến sức hút khó cưỡng cho nhiều du khách. Bởi các căn phòng của nhà gỗ bằng gờ lầu mang lại cảm giác ấm áp, trải nghiệm sống khác lạ so với không gian sống tại các thành phố hiện nay. Những tiêu chí đánh giá chất lượng thi công nhà gỗ homestay. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều các cơ sở, thương hiệu sản xuất, thi công và làm nhà gỗ mini, thiết kế nhà mini, thiết kế nhà gỗ homestay. Tuy nhiên, không phải nhà gỗ nào cũng hợp để làm homestay, bởi có nhiều loại nhà gỗ có chi phí không hề rẻ, mà lại dễ hao mòn và nhanh cũ. Do vậy, trước khi bạn định chọn kiểu nhà gỗ để làm homestay thì nên cân nhắc những tiêu chí đánh giá sau. Nhà gỗ mini homestay nên được làm bằng chất liệu tổng hợp. Nhiều người vẫn nghĩ thiết kế nhà gỗ homestay là phải sử dụng chất liệu bằng gỗ 100%. Tuy nhiên, trên thực tế cho thấy thì với khí hậu nóng ẩm hoặc sương mù như ở Việt Nam, sử dụng 100% gỗ làm nhà sẽ dễ bị ẩm thấp hoặc mối mọt, xuống cấp rất nhanh. Do đó, nhà gỗ mini làm homestay tiêu chuẩn nên là nhà gỗ được phủ lớp bảo vệ bằng ngói thủy tinh hoặc bằng các chất liệu tương tự để đảm bảo có thể chống thấm, chống lại khí hậu ẩm mốc và chống lại thời tiết nắng nóng của Việt Nam. Không chỉ thế, một căn nhà gỗ mini được làm bằng chất liệu tổng hợp sẽ tạo không gian sống thú vị hơn. Ví dụ như kết hợp tường gỗ với cửa kính hoặc với mái ngói thủy tinh, mái lợp tre, sẽ tạo nên không gian hoàn toàn mới mẻ và khác lạ cho căn bản. Nội thất làm nhà gỗ không cần quá rộng và không cần quá nhiều đồ đạc. Nội thất bên trong là một trong những tiêu chí quan trọng để quyết định thẩm mỹ của căn nhà gỗ mini. Nhà gỗ mini có không gian không rộng nên không cần bày trí quá nhiều đồ nội thất. Hơn nữa, do không gian không rộng nên vị trí của các món đồ nội thất cần được bố trí một cách hài hòa và thông minh. Nhà gỗ mini làm homestay cần có hệ thống thoát nước, chống nước tốt. Yếu tố cuối cùng để đảm bảo một căn nhà gỗ mini thích hợp làm homestay là có khả năng thoát nước, chống nước tốt. Vì được làm bằng vật liệu chính là gỗ thông nên nếu không có khả năng thoát nước, chống nước tốt thì căn nhà rất dễ bị ẩm, mốc và tạo mùi khó chịu cho người ở bên trong. Thậm chí, khi không thoát nước kịp hoặc bị thấm nước còn làm hư hỏng các tấm gỗ làm nhà, dẫn đến sự xuống cấp của căn nhà. Không những thế, vì các căn nhà gỗ mini thường được thiết kế và bài trí biệt lập nên nếu đường nước không thông suốt, khả năng thoát nước kém sẽ gây bất tiện cho người ở. Nên vấn đề về thoát nước và chống nước là yếu tố rất quan trọng khi chọn mini làm homestay. Nhà gỗ homestay.com nhận thiết kế, thi công lắp đặt nhà gỗ mini homestay giá rẻ, mẫu đẹp. Các sản phẩm nhà gỗ mini của nhà gỗ homestay.com được sản xuất 100% bằng các nguyên liệu nhập khẩu như gỗ thông Chile, ngói thủy tinh Abitum đạt tiêu chuẩn Mỹ. Nhờ vậy, các sản phẩm nhà gỗ mini của chúng tôi được đảm bảo chất lượng và độ hoàn thiện đứng đầu thị trường Việt Nam hiện nay. Để được tư vấn thêm về các sản phẩm nhà gỗ mini, nhà gỗ Di Động mời bạn gọi điện tới số hotline 0913 149960, Zalo 0913 149960, Zalo hoặc để lại thông tin ở vi nhé. Website nhà gỗ homestay.com. Website nhà gỗ homestay.com.